Vụ khắc tiệp chuẩn đại sứ cách ly, casting tại 3 thành phố, cả 3 nơi tạm dừng hoạt động vì dịch. Được nhiều người đặt cho biệt danh là đại sứ cách ly, thế nên vụ khắc tiệp bước chân đến đâu là dân tình lại run run sợ hãi đến đó. Không ít lần anh khiến dân mạng ngạc nhiên vì sự trùng hợp, khi đi tới đâu, COVID lại theo tới đó. Nhiều người biết trong thời gian gần đây, vụ khắc tiệp đã tổ chức thành công buổi tuyển chọn người mẫu cho show diễn của mình. Theo kế hoạch, các buổi casting tiếp theo sẽ diễn ra tại Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ để hoàn thành đội hình thiên thần của mình. Trên trang cá nhân, ông bầu Venus cũng đã chia sẻ thông tin, bày tỏ sự háo hức cho sự kiện sắp tới của mình. Các bạn Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ chuẩn bị cho buổi casting sắp tới chưa? Và không biết rằng một sức mạnh vô hình nào đó mà trong ngày 3 tháng 5 vừa qua, những nơi vụ khắc tiệp gọi tên lại phải tạm dừng một số hoạt động để phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, Hà Nội vừa qua đã ghi nhận ca mắc ngoài cộng đồng, vì thế mà từ ngày 3 tháng 5, nơi này tạm dừng các quán ăn, uống vỉa hè, trà đá, cà phê vỉa hè. Đà Nẵng cũng xuất hiện ca dương tính với COVID-19 và tạm dừng các hoạt động kinh doanh như karaoke, vũ trường, quán bar, hoạt động khu phố đi bộ. Trong khi đó, Cần Thơ cũng tạm đình chỉ các cơ sở kinh doanh không thiết yếu như karaoke, massage, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, điểm kinh doanh trò chơi điện tử. Bài viết của vụ khắc tiệp nhận về rất nhiều bình luận từ cư dân mạng. Háo hức về buổi casting thì chẳng thấy đâu, chỉ toàn thấy những bình luận sợ hãi vì những màn tiên tri của đại sứ cách ly. Chỉ mới khoe nhẹ lịch trình trải đều từ Bắc tới Nam mà hai nơi trong số đó đã bị COVID ghé thăm. Nhiều người phải gật gù công nhận rằng vía của đại sứ cách ly thật không phải dạng vừa. Tính đến nay, bài viết của vụ khắc tiệp đã nhận được gần 500 bình luận và hầu hết trong số đó đều đồng tình rằng ông bầu nên ở yên một chỗ và đặc biệt không nên gọi tên nơi nào vì cứ check-in ở đâu là COVID lại đuổi theo đến đó. Cần Thơ yên ổn lắm, anh đừng về. Chuyện tâm linh không đùa được đâu. Em xin anh đừng nhắc tên một địa điểm nào nữa. Ở đâu yên một chỗ giúp em. Vụ khắc tiệp và COVID-19 là một điều gì đó rất bí ẩn. Đi đến đâu là dịch đi theo đến đó, quá sợ anh rồi. Không tự nhiên gì mà vụ khắc tiệp được nhớ đến với danh hiệu là đại sứ cách ly vì từng trải qua 5 đợt cách ly liên tiếp. Thậm chí, danh hiệu của anh còn vươn ra đẳng cấp thế giới khi từng gọi tên Paris và sau đó nơi này phải tuyên bố phong tỏa cả thủ đô. Anh cũng từng vỗ ngực tự hào check-in Paris để đánh lừa COVID, nhưng ai ngờ Phú Quốc nơi anh vừa đi lại bị COVID ghé thăm. Phải công nhận rằng, duyên phận giữa vụ khắc tiệp và COVID-19 là điều gì đó không thể nói bằng lời. Nhiều người hẳn đã biết về huyền thoại đánh lừa COVID của vụ khắc tiệp. Trước đó vào tháng 3, ông bầu sống ảo check-in tại Paris và sau đó nơi này bị phong tỏa. Sau đó, trong tin đồn của Ngọc Trinh phải lên mạng xã hội đính chính rằng anh đang ở Phú Quốc, chỉ check-in tại Paris để đánh lừa COVID mà thôi. Tưởng bè lái xong đã êm xuôi nhưng không ngờ sau đó, Phú Quốc lại là điểm nóng tiếp theo ghi nhận những ca nhiễm COVID-19. Cũng vì thế mà đại sứ cách ly vụ khắc tiệp lại bị gọi tên. Phải công nhận rằng, ông bầu Venus đi đến đâu là COVID lại rình rập theo chân ngay ở đó. Netizen Việt ai nấy cũng đều muốn năn nỉ tiệp đừng check-in hay nhắc đến tên bất kỳ tỉnh, thành nào nữa, bởi tiệp đi đến đâu là thành phố đó bị phong tỏa ngay. Vài ồn ào với Ngọc Trinh chưa xong mà vụ khắc tiệp lại gặp phải COVID-19 nữa, thì xem ra năm nay đúng là năm xuôi tháng hạn của ông bầu này rồi. Ông Vũ Khắc Tiệp, quê quán Nam Định, là chủ sở hữu, người đại diện pháp luật của ba doanh nghiệp, bao gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế thời trang về nữ, Công ty trách nhiệm hữu hạn thời trang về nữ và Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Model Show Kim.